gia đình đổ lớn quẹo bên tay trái về đường Hội Sơn, ốc eo Hội Sơn đi núi Sâm. Ở phía trước đó cái cầu từ miếu đó nổi đi ra. Thank you.
cũ cũ bên đây nè. Mình quên quên rồi. Đó, nó khác khác á. Đi đường này sao mình